Xin được thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, khi còn học tiểu học, chúng tôi thường nhớ mãi một bài học thuộc lòng mà thầy giáo cũ đã dạy cho chúng tôi. Một buổi sáng vừng hồng le lói chiếu trên non sông làng mạc ruộng đồng quê, chúng tôi ngồi yên lặng, lắng tai nghe tiếng thầy giảng suốt trong giờ quốc sử. Thầy tôi bảo, các con nên nhớ rõ, nước chúng ta là một nước vinh quang. Còn rất nhiều câu thơ phía sau nữa, kính thưa quý vị. Thưa quý vị, nước chúng ta là một nước vinh quang. Dĩ nhiên, đất nước, tổ quốc lúc nào cũng là một đất nước vinh quang. Nhưng hỡi ôi, trong giờ phút này, bản tin mới nhất đã cho chúng ta biết rằng thác Bản Dốc đã chia làm hai để khai thác quyền lợi giữa nước Tàu và nước Việt. Ở ngoài khơi Biển Đông thì Trường Sa, Hoàng Sa vẫn là một điểm nóng. Và dĩ nhiên, điểm nóng đó không dừng lại ở trên đất nước Việt Nam hay là giữa sự tranh chấp mà Việt Nam, Philippines và Trung Cộng. Xa hơn nữa, Biển Đông là một điểm nóng mà thế giới, nhất là những quốc gia có những nền tư bản dồi dào như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc Đại Lợi, Ấn Độ Dương đã trở nên quan tâm một cách sâu sắc từ năm 2014 cho đến giờ phút này. Nhất là sau cái sự kiện mà Trung Cộng đã tu tạo một số đảo biển để trở thành chủ quyền của họ và họ đã tuyên bố với thế giới đây là đất nước cốt lõi mà họ không thể nhường cho bất cứ quốc gia nào khác, mặc dù quốc gia khác họ đã có chủ quyền từ ngàn năm về trước. Thưa quý vị, Biển Đông. Nói đến Biển Đông thì nói đến rất nhiều những cái sự kiện liên hệ của toàn cầu. Cái sự lùng bùng mà Biển Đông và nó có nhiều cái hành động giống như là những kịch tính mà chúng ta vừa thấy trong những thời gian vừa qua. Ví dụ như từ những chiếc USS Lexington của Hoa Kỳ đi sâu vào 12 hải lý của những đảo biển mà Trung Cộng tuyên bố rằng đó là chủ quyền của họ, hoặc là máy bay trên không phận, vân vân. Những hình ảnh đó nó lôi cuốn chúng ta thấy qua nhiều vị lãnh đạo của các quốc gia họp tại APEC, họp tại ASEAN, họp tại G20 Thổ Nhĩ Kỳ. Nói chung tất cả đều hướng tới Biển Đông. Vậy thì thưa quý vị, Biển Đông có phải là một cái nơi quan trọng để nhất mà tất cả các cường quốc nhìn lại hay không? Biển Đông có phải là một điểm nóng mà nó sẽ trở thành một cái nơi có thể giao dịch, có thể mặc cả, có thể trả giá để tạo cho cái cuộc sống của tất cả 8 tỷ người trên thế giới được quan tâm hay không? Điều đó, thưa quý vị, đi sâu vào những hiện tượng mà lùng bùng ở Biển Đông, chúng ta mới thấy nó quá nhiều kịch tính. Và chính cái sự kịch tính đó mà hôm nay cá nhân của chúng tôi, Nguyễn Hồng Dũng, cũng trở lại với quý vị trong chương trình 60 phút của truyền hình Kali Today. Và dĩ nhiên, chúng tôi thường lệ mời anh Hoàng Thế Dân, một người đang nghiên cứu rất nhiều về vấn đề Biển Đông, để cùng với chúng tôi bàn luận về những kịch tính đang xảy ra ở tại Biển Đông. Thì đó là điều mà hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị chương trình truyền hình với Biển Đông, những lùng bùng và những kịch tính đang xảy ra ở nơi đó. Trước hết xin được trân trọng kính chào quý vị và xin được kính chúc quý vị an lành, và xin được trân trọng kính chào anh Hoàng Thế Dân, xin được kính chúc anh sức khỏe dồi dào. Xin kính cảm ơn anh Nguyễn Hồng Dũng. Kính chào anh và kính chào quý khán giả. Dạ vâng. Thưa với anh thì chúng tôi đọc một số những cái email cũng như là những cái thư gửi về từ khắp nơi, cũng đã có những cái ý kiến rằng họ cũng rất là muốn nghe thêm những cái chi tiết một cách đặc biệt, cũng như là những cái sự mở rộng về vấn đề Biển Đông ngoài những cái vấn đề mà chúng ta thường thấy trên các mặt báo. Thì điều đó cho phép chúng tôi soạn lại một cái chương trình ngày hôm nay, nó đi vào cụ thể hơn. Dĩ nhiên nó không nói đến những cái mà người ta đã nói trước đây và những điều mà quý vị sẽ được nghe qua những cái yêu cầu của quý khán thính giả khắp nơi mà chúng tôi nhận được. Thì trước hết chị xin thưa với anh Hoàng Thế Dân, trong bao lâu nay chúng ta nói đến Biển Đông thì dường như là nói đến cái sự tranh chấp về chủ quyền đất đai, tranh chấp về cái quyền khai thác và cái tài phán ở nơi Biển Đông, ở tại Hoàng Sa, Trường Sa, mà nơi đó thì 3/4 cái diện tích của đảo biển đó nó trực thuộc của đất nước Việt Nam, một đất nước mà chúng ta cho rằng nước chúng ta là một nước vinh quang, bao anh hùng thuở trước của dân sang đã đổ máu vì lợi quyền dân tộc đó. Nhưng mà bây giờ, kính thưa anh, tình trạng càng ngày nó càng quá ê chề, khiến cho ông Tập Cận Bình trong cái hình ảnh mà mới nhất cho thấy rằng
ông không chơi được, hay là nói đúng hơn, các vị lãnh tụ của các thế giới không chơi được với ông qua cái chuyện mà đi vào cái cuộc họp của APEC là ASEAN, thấy cái hình ảnh của ông cô đơn như vậy, chứng tỏ rằng cái tình trạng của Biển Đông nó cũng giống như là như vậy. Vậy thì thưa anh, có thể điểm sơ cái lùng bùng như thế nào ở tại Biển Đông thưa anh? Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Dũng. Thưa anh và thưa khán giả, anh Dũng vừa đề cập một nhân vật mà phải nói rằng là đạo diễn của tất cả những cái vở kịch mang đầy cái tính chất kịch tính của nó. Vâng, trước khi ông đi tham dự hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế Á Châu Thái Bình Dương tại Philippines, rồi sau đó hội nghị thượng đỉnh của lần thứ 27 của khối ASEAN, trong đó có Mỹ là một trong những đối tác quan trọng, rồi sau đó là họp tại Biển Đông. Biển Đông này là ISC, tức là vùng tranh chấp của Đại Hàn, Trung Cộng và Nhật Bản. Thì họ Tập đã từng bị thế giới nguyền rủa rất nhiều. Và cái cơ quan miệng lưỡi của họ Tập đó cứ lải nhải mãi, khi ông rời địa điểm này đến địa điểm kia, là cái chuyện Biển Đông nó không thể nào là cái đề tài đem ra các cái hội nghị cao cấp kiểu này để mà tranh cãi được. Thì quý thính giả đã biết rồi, ông càng nói nhiều đó thì ông càng gặp sự phản ứng nhiều của Ngũ Giác Đài, của Bộ Ngoại giao và đặc biệt là của Tòa Bạch Cung. Thì trong những cái lùng bùng đó, chúng tôi xin được lấy cái điểm thời gian và xin phép anh Nguyễn Dũng là 2 tháng trước đây, và chúng ta nhìn về phía trước 2 tháng sau này, những cái vở kịch này đó nó còn được lưu diễn ra làm sao, có ai thay diễn viên, có ai thay đạo diễn, có ai thay sản xuất hay không. Trước nhất xin được giới thiệu khu trục hạm diệt lôi US Lassen, cái số sườn của nó là 82. Đây là một chiến hạm có cái khả năng hành thủy rất cao, trang bị vũ khí vô cùng tối tân, mà hải quân của Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Cộng đó không có một cái chiến hạm nào có thể sánh bằng, kể cả chiếc Du Châu, chiếc Đát Châu cũng như là chiếc Lan Châu. Đây là các khu trục hạm khổng lồ mà nước Trung Cộng thường thường đem mấy cái tàu sơn màu xám đó đem vô Biển Đông để nhát các ngư phủ cũng như là các quốc gia mà không có cái khả năng đối đầu với Bắc Kinh. Khi nói đến US Lassen thì thưa anh Nguyễn Hồng Dũng và thưa quý thính giả ở đây đó, có một thời chiếc đó được đặt dưới sự dẫn dắt của Hải quân Trung tá Lê Bá Hùng. Ông dắt chiếc tàu này về thăm quê, xong rồi ông dắt chiếc tàu này vào nội vịnh của thành phố Thượng Hải. Rồi ông đem chiếc tàu này đi từ cái trục lộ Nam Yokosuka cho đến Bắc Darwin của nước Úc. Thế rồi người ta lại không hiểu tại sao những cái chiến hạm khác, ví dụ như là US Fitzgerald, chiếc này mang số sườn là số 62, cũng là một đơn vị của Hải quân Đại tá Lê Bá Hùng. Vâng, ông được vinh thăng Hải quân Đại tá và làm phân đội trưởng, phân đội diệt lôi gồm có 3 chiếc. Cái chiếc kia đó là chiếc tác chiến hạm LCS số 3 mang tên là US Forward. Trình với anh Dũng một cái khán thính giả, cả 3 chiến hạm đó đều đặt dưới sự điều động của vị sĩ quan người Mỹ gốc Việt mang tên là Lê Bá Hùng. Và 3 chiếc đó đó xuất hiện ở Biển Đông như là một cái dấu hiệu. Mà cho đến ngày nay người ta cũng không hiểu tại sao Tổng thống Barack Obama, chủ của Tòa Bạch Cung cũng như là Bộ trưởng Quốc phòng, nơi đặt bộ chỉ huy của mình là Ngũ Giác Đài, lại sử dụng toàn những chiến hạm đặt dưới sự điều động của một vị sĩ quan hải quân, vâng, tốt nghiệp của Học viện Hải quân Hoa Kỳ ở bên Mỹ, gốc Việt, đó là Lê Bá Hùng. Lê Bá Hùng. Thì khi nói đến US Lassen á, thì sau này cái hạm trưởng kế vị hạm trưởng Lê Bá Hùng nó ông dắt cái chiến hạm này vô hải lý thứ 7 sát với lại cái đảo nhân tạo Subi và 4 cái đảo còn lại, trong đó là có Vành Khăn với lại một số các đảo như là Chữ Thập cũng như là Tiên Nữ. Thì khi dắt cái tàu này vào đó, hạm trưởng của chiếc US Lassen, thưa anh Nguyễn Hồng Dũng và thưa các khán giả đó, tuyên bố rằng ông và thủy tổ đoàn của ông đó là thi hành cái quy ước gọi là tự do hàng hải tại cái khu vực. Và cái chuyện này cho người ta thấy rõ rằng hạm trưởng của chiếc khu trục hạm diệt lôi US Lassen đó chưa hề có hành động thách đố nào cả. Chúng tôi đưa ra 4 cái điều kiện để trình với anh Nguyễn Hồng Dương và các khán giả tại sao chúng tôi nói như vậy. Trước hết là chiến hạm này đã đi từ ngoài khơi ở những cái vị trí xa hơn 12 hải lý, cái vùng chủ quyền cận duyên mà Bắc Kinh đệ đặt một cái trái phép mà cả thế giới không ai bằng lòng cả.
Thì khi đi vào cái khu vực 12 hải lý cận duyên đó, thì vị hạm trưởng chỉ thị cho thủy thủ đoàn là không có ở trong nhiệm sở tác chiến. Đây là một cái chuyện nó lạ lùng. Chuyện thứ hai nữa, trên cái hệ thống nội thông và ngoại thông, chiếc USS Larsen có liên lạc được với hai chiếc Lai Châu và chiếc Đá Châu, là hai chiếc khu trục hạm cũng như là hộ tống hạm của Hải quân Bắc Kinh. Và hai bên thân mật lắm, thưa anh Dũng và thưa khán giả. Một bên thì nói là chúng tôi chuẩn bị ăn Halloween, bánh kẹo đầy hết. Thì nếu quý muốn thì chúng ta đi sát gần nhau rồi trao kẹo cho nhau ăn. Rồi bên kia đó thì gửi lời chúc lành cho nhau. Tức là nói một cách khác, có một cái gì đó nó được dàn xếp là hết sức là ngoạn mục. Nó phải được dàn xếp ở cái mức độ thật là cao. Tại vì ở cái địa điểm mà nếu có sự va chạm về quân sự đó, về súng ống, đạn dược đó, thì nó phải ở cái cấp chiến hạm chứ. Đó là cái lùng bùng thứ nhất. Cái lùng bùng thứ hai nữa là, tôi anh Dũng và tôi có nghĩa giả, khi có mặt trên cái hàng không mẫu hạm Ronald Reagan, đây là hàng không mẫu hạm nguyên tử, tốt, tối tân, kinh khủng lắm, thì ông Bộ trưởng Ashton Carter của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ một lần nữa nhắc đi nhắc lại, lần này là ông nói ở trên boong tàu hàng không mẫu hạm Ronald Reagan, ông nói rằng nước Mỹ sẽ đem tàu để đi hải hành, đem phi cơ để đi không hành và đem quân để tham dự các trận bộ hành tại bất cứ nơi nào mà nước Mỹ muốn trong khuôn khổ luật lệ quốc tế. Và mới đây, vào ngày 8, 9 tháng 11, thưa anh Nguyễn Hồng Dũng và thưa quý khán thính giả, hai pháo đài bay khổng lồ B-52 bay ngay trên cái vùng quần đảo mà Bắc Kinh mới thực hiện một số những cái khu vực nhân tạo, biến những cái đảo đá khi thủy triều cao thì bị lấp trở thành những cái đảo có khả năng tiếp tế, vận chuyển, đón nhận phi cơ đủ loại từ vận tải cho đến phi cơ chiến đấu. Thì khi mà hai chiếc pháo đài bay B-52 bay trên không phận 15.000 feet như vậy đó, chính phủ liên bang Hoa Kỳ chắc chắn, thưa Nguyễn Hồng Dũng, là thách đố cái mà Bắc Kinh gọi là vùng không gian xâm nhập phải khai báo. Cả ba trường hợp xảy ra vào 27 tháng 10, mùng 8, mùng 9 tháng 11 và ngày 14 tháng 11, người ta thấy Bắc Kinh có cái phản ứng hết sức là ngoại giao và thuần túy là võ mồm. Cho nên câu hỏi mà được đặt ra trong cái đề tài anh Dũng vừa mới quảng diễn, đây có đôi đích thực sự là một kịch bản, nó có những cái kịch tính của nó và với sự đồng ý của những đạo diễn ở phía trên cao có lẽ là lâu lắm rồi, cho nên người ta thấy rằng Biển Đông không thể nào dậy sóng nổi, thưa anh Nguyễn Hồng Dũng và thưa quý khán giả. Vâng. Thưa quý vị, thì những cái hiện tượng như thế này, nói như vậy có nghĩa rằng hai bên đã có được những cái mật ước với nhau, hoặc là hai bên đã có những cái sự thỏa thuận với nhau. Vậy thì như chúng ta đã biết rằng trước đây, khi mà Tập Cận Bình chưa trở thành Tổng Bí thư và Chủ tịch nước những năm 2013, thì chúng ta còn nhớ những cái chuyến đi là của Tập Cận Bình đến gặp ông Barack Obama ở tại miền Nam California, ở vùng Warm Springs của miền Nam California. Vậy thì họ nói gì? Họ đã mật ước như thế nào? Và họ có những cái sự bắt tay như thế nào để rồi cuối cùng sau cái chuyến đi đó và sau khi mà Tập Cận Bình đã trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì chúng ta thấy hàng loạt những cái sự kiện mà làm cho thế giới rất là khó chịu, nhất là những đất nước chung quanh, những cái vùng tranh chấp như là Việt Nam, Philippines và kể cả Malaysia trong những ngày vừa qua. Thì thưa với anh giải thích làm sao về cái vấn đề này thưa anh? Vâng, cảm ơn anh Dũng. Thưa anh và thưa quý khán giả, anh Dũng vừa đưa ra một cái quan niệm đó, đâu đó nó có cái sự đồng thuận bí mật giữa hai vị đứng đầu Hoa Lục cũng như là đứng đầu Hoa Kỳ. Vâng, tên cái thành phố đó là Rancho Mirage, nó là một vùng sa mạc. Hai người đi bộ với nhau ở ngoài sa mạc và hứa hẹn tâm sự với nhau. Chuyện kín đáo như thế nào thì người ta không biết, nhưng mà cái chuyện này thì sau này được tiết lộ là cả hai bên đều đi tìm một cái người ta gọi là làm sao để cho Hoa Kỳ và Hoa Lục có những cái đặc quyền, để hai bên có những cái đặc lợi và hai bên thụ đắc chiếc bánh kinh tế trên toàn thế giới với cái diện tích nhiều nhất trong những số bánh đó. Nói một cái khác là Hoa Lục và Hoa Kỳ chủ trương chơi với nhau, đường dài, ăn ngủ với nhau.
đường dài, và tất cả đó đều là làm sao cho hai đại cường này luôn luôn ở cái vị trí sung mãn về tài chính, mậu dịch, doanh thương, mà không cần thiết là phải dẫn nhau đến cái chỗ quá đà, vận chuyển thiếu chín chắn về mặt quân sự. Anh Nguyễn Hồng Dũng cũng vừa mới trình bày là từ cái thành phố sa mạc ở Nam California có cái tên là Rancho Mirage, người ta không ngờ là cái đêm 25 rời Seattle của tiểu bang Washington State, tại vì lúc đó thủ đô Hoa Thịnh Đốn là được tưng bừng đón tiếp Đức Cha, Đức Giáo Hoàng của Vatican. Đêm 25 đó, Tập Cận Bình đã bay tới Hoa Thịnh Đốn và hội kiến với Tổng thống Barack Obama trong vòng kín đáo. Người ta nhắc lại thêm một lần nữa là chính ở cái sự kín đáo này, hai bên đã thỏa thuận với nhau là Biển Đông nếu có những cái lùng bùng thì nên là lùng bùng của nước bọt. Biển Đông nếu có những cái tranh cãi của ngoại giao thì ngoại giao đó là ngoại giao nước miếng. Và hai bên sẽ không bao giờ, vì họ đã đồng ý với nhau, đây là một kịch bản, cho nên đạn sẽ là đạn giả, súng sẽ là súng giả, và chất nổ sẽ là chất nổ giả. Và đó là cái lý do tại sao ngày 27, hôm đó là hôm thứ Bảy, tháng 9 vừa qua, hai nhân vật lãnh đầu của Hoa Kỳ và Hoa Lục đã họp báo trước Vườn Hồng. Và người ta thấy rằng cuộc họp báo này không có cái gì mới mẻ cả. Nhưng mà có mới chăng trở thành cái cũ là cái mật ước giữa hai bên đã được thỏa thuận. Và sau này, những nhân vật như là Lý Khắc Cường, Dương Thiết Trì, Lôi Lỗ, cũng như là Ngô Thắng Lợi đã nhắc đi nhắc lại là nếu Hoa Kỳ cứ tiếp tục đem chiến hạm tới cái vùng Biển Đông và thách thức chủ quyền của Hoa Lục như vậy, thì có phải là các nhà quân sự đã không biết lắng nghe những sự đồng thuận của họ ở cấp cao? Dạ vâng, đó là cái mà chúng ta gọi rằng ở đâu đó Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn đã bán cho nhau và mua cho nhau một loạt những cái bảo hiểm khổng lồ. Do đó trên không, dưới biển và trên bộ sẽ không thể nào có những cái va chạm đi đến cuộc chiến tranh, thưa anh Dũng và thưa quý giả. Dạ vâng, kính thưa anh Hoàng Thế Dân, kính thưa quý khán giả, như những lời anh vừa nói thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ thấy rằng bất cứ những cái điều gì xảy ra ở Biển Đông đều là một sự dàn xếp. Mà nếu là một sự dàn xếp của hai cường quốc giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng thì nó đã cho chúng ta thấy được những cái sự kiện như là vừa qua, cái quyền bính của Tập Cận Bình ở tại Bắc Kinh cũng như cái sự ra đi của Obama trong cuối năm tới, thì chắc chắn rằng nó sẽ có những cái sự xung đột, bởi vì một bên thì cố gắng để mà duy trì tất cả những điều đó và một bên thì chưa chắc họ giữ lại những cái điều mà cam kết giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng như là những cái sự mật ước. Vậy thì thưa với anh, làm sao để chúng ta có thể thấy được những cái sự hình thành ở tại Biển Đông đó mà nó tạo nên những cái lợi ích chung giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng như chúng ta đã thấy? Và dĩ nhiên trong cái lợi ích đó, nó phải có những cái sự lợi ích chung của một số các quốc gia ven biển, và đồng thời cái trò chơi mèo vờn chuột ở tại Trường Sa và Hoàng Sa, cũng như là cái chuyện mà bánh ít đi qua bánh trì trao lại như vậy, nó có ý nghĩa gì để mà hai cường quốc họ có thể có được những cái sức mạnh tương đối như vậy? Cần gì phải làm như vậy để mà che mắt một số các quốc gia khác hết? Vâng, đây là một cái kịch bản tối tân lắm chứ không phải không? Và các diễn viên như anh Nguyễn Hồng Dũng của chúng ta nói đó, diễn viên Tập Cận Bình cũng như diễn viên Barack Obama là những, phải nói là tài tử xuất chúng thì mới phải. Vâng, khi anh Nguyễn Hồng Dũng đề nghị với chúng ta nói đến cái quyền bính ở trong khu vực, thì thưa quý khán thính giả, sau Thế chiến thứ hai chấm dứt và sau cái mật ước giữa Chu Ân Lai, Henry Kissinger, Tổng thống Nixon và Mao Trạch Đông đã thỏa thuận rằng chiến cuộc Việt Nam đó phải chấm dứt càng sớm càng tốt. Vâng, cái hệ lụy năm 1972 nó đã đóng cửa cuộc chiến tranh Việt Nam thực sự, trong khi đó tất cả những phe tham chiến tiếp tục vùi dập nhau. Thực sự ra ở trên cao đó, chiến cuộc đã ngã ngũ rồi. Thì khi nói đến cái quyền bính đó thì xin trình với anh Nguyễn Hồng Dũng và quý khán thính giả là Hoa Kỳ ở trong vùng là một sức mạnh vô địch, bỗng nhiên một sớm một chiều. Sau cái người ta gọi là Thế vận hội quốc tế xảy ra ở Bắc Kinh vào năm 2008 thì tự nhiên là thấy trong vùng đó có một cái thế lực mới
mà văn của anh Nguyễn Hồng Dũng là quyền bính. Thì khi Bắc Kinh ra tay và bắt đầu là dương bắp thịt của mình trên mặt biển, Bắc Kinh biết được rằng với một cái lục địa lớn như vậy, với một dân số khổng lồ như vậy, mà sức mạnh của hải quân, quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc mà không có đó, thì là một chuyện hết sức là buồn cười. Văn của ông đó, trong cuốn sách kia là Trung Quốc Mộng, ông nói rằng thì rất ư là tội hổ với tổ tiên. Vâng, khi nói như vậy thì cái quyền bính đó, đó nó có một cái sự va chạm, và Hoa Kỳ không có thể nào làm ngơ cái sự việc này được. Anh thử ra người ta thấy những cái trò chơi mèo chuột nó xảy ra. Trò chơi mèo chuột xảy ra ở trên miệng lưỡi của các cơ quan ngoại giao thì chúng ta thấy rõ rồi. Một bên thì nói rằng hãy ngừng xây tạo tác các hòn đảo nhân đạo. Bên này đó, chúng tôi sẽ tiếp tục, nhưng mà chúng tôi, tức là bên Bắc Kinh đó, đã tự giới hạn rất nhiều. Rồi thế giới bên ngoài có hiểu chăng đó là có đến 5 quốc gia ở trong vùng cũng xây, cũng đắp, cũng nhân tạo, cũng trùng tu các đảo mà họ làm chủ bao nhiêu lâu nay, thì tại sao lại phong tỏa chính chúng tôi qua một bên? Trình với anh Dũng một cái khán thính giả, sở dĩ là cái trò chơi mèo chuột này nó tiếp tục đó, là vì Mỹ ở trong cái tình trạng là phải chấp nhận cái tình trạng đã rồi. Người ta xây phi đạo, người ta có nghĩa là công sự phòng thủ, rồi trại binh, rồi trung tâm du lịch, rồi giếng dầu và thủy xưởng, hải cảng, có thể cho cập cầu những cái chiến hạm khổng lồ như là chúng ta đã biết. Thì khi nói đến chuyện đó đó, Tổng thống Obama với lại Tập Cận Bình mới nghĩ rằng à, những cái mặt ước mà hai bên đã thỏa thuận đó, cho nên tiếp tục chơi những cái trò chơi này để làm run xét, sợ sệt trong hàng ngũ các tiểu quốc ở trong vùng. Trong đó có Malaya, trong đó có Singapore, trong đó có Úc Đại Lợi, trong đó có Philippines, trong đó có Thái Lan, có Việt Nam, có Nhật Bản, Nam Hàn, vân vân. Thì cái trò chơi mèo chuột này đó, vì có cái bảo hiểm trên cao, cho nên chuột với mèo thấy một cách rõ đó là họ chả có cắn nhau. Có chăng đến nữa thì mấy quốc gia tiểu quốc cứ tối ngày mất ăn mất ngủ, chừng nào thì tôi có phương tiện hạc que, chừng nào thì tôi có tàu chiến cung cấp cho tôi cái khả năng vận chuyển thật là nhanh, chừng nào thì cái kinh phí quốc phòng của các quốc gia chúng tôi được gia tăng, chừng nào thì chúng ta thực sự có cái khả năng quốc phòng. Thưa anh Dũng và thưa quý khán giả, tất cả cái chuyện đó, đó nó không có quan trọng. Mới đây, 5 chiến hạm, trong đó có 3 chiến hạm tác chiến, 1 chiến hạm vận chuyển và 1 chiến hạm gọi là hỏa vận hạm, đã lừng lững đi vào cái khu vực chủ quyền cận duyên của Alaska, đó là eo biển Bering. Đây là một sự thách đố thấy rõ. Trong khi đó thì là Hoa Tiền Đốn phản ứng hết sức là chừng mực, không, 5 chiến hạm của Hải quân Quân đội Nhân dân Trung Cộng đó đến vùng này là hợp pháp, như là chúng ta đã từng đến vùng Trường Sa, thành thử là chúng tôi không có phản ứng nông nỗi và vội vã làm cái gì. Vâng, anh Dũng nói rằng bánh ít qua mà bánh quy lại nó ở chỗ đó đó. Thành thử ra cuối cùng xin phép anh Nguyễn Hồng Dũng một quý khán giả cho chúng tôi kết luận là cái mục này. Hoa Lục và Hoa Kỳ đó đã tôn trọng nhau và có cái khế ước mà tiếng Anh nó gọi là co-com. Co có nghĩa là cooperation và com là competition, tức là hợp tác và cạnh tranh trong sự nghiêm chỉnh để hai bên bảo đảm được tự do, ổn định trong vùng, và hai bên vẫn luôn luôn chứng minh cho nhau là có sự nể trọng cần thiết. Và đó là lý do tại sao quyền bính ở Biển Đông cũng như là quyền lực chuyển trục của Hoa Kỳ đến vùng này được đón nhận như là những gì bảo hiểm cho sự ổn định ở trong vùng mà cả Bắc Kinh lẫn Hoa Thịnh Đốn đều hết sức là tự tin và diễn cái vở kịch này một cách hết sức là tận tụy và mẫn cán. Vậy thì thưa với anh, như vậy thì chúng ta đã thấy là cái sự chia chác giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng nó đã có được những cái hình thành như là chúng tôi vừa đưa ra câu hỏi. Nhưng mà thưa như anh, vậy thì quyền lợi của một số các quốc gia như là Việt Nam, như là Malaysia và Philippines nó nằm ở chỗ nào thưa anh? Ngoại trừ Philippines, cảm ơn anh Nguyễn Hồng Dũng. Thưa anh và thưa quý giả, ngoại trừ Philippines và Nhật Bản là hai quốc gia có hiệp ước, nghĩa là quốc phòng cũng như là liên minh quân sự với Hoa Kỳ. Còn các quốc gia còn lại đó thì không có bất cứ cái lý do gì mà đòi hỏi ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, anh Nguyễn Hồng Dũng và quý khán thính giả có nhớ là sau cái hội nghị thượng đỉnh 3 ngày ở Shangri-La, tức là hội nghị an ninh khu vực đối tác Á Châu-Thái Bình Dương xảy ra ở tại Singapore,
Thì ngày 31 tháng 5 đó, ông tân Tổng trưởng Quốc phòng Eisenhower, ông bay đi Hà Nội. Ông ký kết một cái hiệp ước với lại Phùng Quảng Thanh. Cái hiệp ước đó, nó là hiệp ước mùng 1 tháng 6 năm 2015. Trong đó, đó, Hoa Kỳ hứa hẹn là hợp tác với Hà Nội bằng một danh sách 8 điểm rất là dài. Ở điểm thứ 9, không có kê trong danh sách, nhưng mà nó là hiện thân của 18 triệu Mỹ Kim để cung cấp 6 khinh tốc đỉnh thật là tối tân, được xây tại thủy xưởng Lafayette ở tiểu bang Louisiana. 6 con kình ngư, mỗi con kình ngư 3 triệu đô la đó, đáng lẽ ra, trình với anh Dũng và các khán thính giả, đã được chuyển giao sau khi thực tập tại vùng vịnh cho Hải quân Cộng sản Việt Nam từ tháng 9 cơ. Với sự có mặt của ông Đô Đốc, tư lệnh và cũng là hiệu trưởng của Học viện Phòng thủ Quốc phòng của Mỹ. Nhưng mà tới nay đó, không có một chiếc tàu kình ngư nào được giao cho Cộng sản Việt Nam. Mà vị Đô Đốc hiệu trưởng của trường US Coast Guard Academy đó, cũng hứa tháng 9 đến, không đến, tháng 10 đến cũng không đến, và bây giờ tháng 11 cũng không đến luôn. Cho nên quý thính giả thấy rằng, như cái lời quảng diễn của anh Dũng đó, sẽ có một số những cái quốc gia tiểu quốc ở trong vùng được cưng chiều, được nuôi nấng, và một số các quốc gia đó cũng sẽ bị bỏ qua một bên. Cộng sản Việt Nam dĩ nhiên trong dịp này đau xót lắm, muốn gặp Obama không được, muốn nhận 6 cái khinh tốc đỉnh. Tôi xin phép anh Dũng với quý khán giả để mô tả cái khinh tốc đỉnh nó là cái gì. Trước nhất ấy, nó là bằng nhôm hoàn toàn mà hợp kim nhôm, đi với vận tốc hết sức là cao. Và cái điểm quan trọng là nó sơn màu trắng. Điểm thứ hai là nó có 4 cái súng, nhưng mà cái súng này là súng nước. 4 cái súng vòi rồng có khả năng giải tán đám đông hoặc là chữa cứu hỏa trên mặt biển vân vân. Thì khi mà nó sơn màu trắng như vậy đó, anh Dũng và quý khán giả hiểu được rằng cái sứ mạng của nó là phòng thủ cận duyên. Các tàu trắng của Nhật, các tàu trắng của Đại Hàn, các tàu trắng của Bắc Kinh, các tàu trắng mà gọi là hải giám với lại mấy cái tàu mà bán quân sự đó đều sơn màu trắng hết. Thưa anh, cái màu trắng là màu quy định. Cái màu đó là màu không có va chạm chiến tranh. Nhưng mà những cái gì xảy ra trong tháng vừa qua đó, người ta thấy toàn là những cái màu xám mịt. Và cái màu xám đó là màu của hải quân chứ không phải là lực lượng phòng vệ duyên hải, và nó có khả năng trang bị vũ khí chứ không phải là súng bắn nước. Cho nên là trong cái trường hợp đó, trả lại cái câu hỏi cho anh Dũng đó, những cái tiểu quốc nào trong vùng mà được Hoa Thành Đốn cưng nhất đó, thì sẽ thụ đắc rất nhiều tiền bạc, đô la, phương tiện huấn luyện cũng như là hợp tác đường dài. Ngoài ra đó, những quốc gia còn lại chỉ làm quan sát viên mà thôi. Thì cái trường hợp Việt Nam sở dĩ chúng tôi đưa ra như vậy là vì chúng ta thấy rõ rằng Việt Nam vì những cái văn kiện ký kết với Bắc Kinh cho nên tự trói buộc họ là họ không có thể vào một cái liên minh quân sự nào, không thể đi vào bất cứ một hợp tác chiến lược nào với bất cứ ai. Thành thử trong cái thế kẹt đó, Việt Nam ở trong tình trạng là bây giờ chờ người khác ban ơn và chờ người khác nhỏ giọt cho những cái gì mà Cộng sản Việt Nam cần. Dẫu sao đi nữa thì thưa anh Dũng và thưa quý khán giả, Cộng sản Việt Nam cũng ở trong cái hệ thống bảo hiểm vô giá đó, thưa anh và thưa quý khán giả. Yeah, nói như vậy thì thưa quý vị, dĩ nhiên là chiến tranh nó cũng không xảy ra, nhưng mà cái tình trạng mất đảo mất biển cũng như là cái quyền lợi của Việt Nam thì chắc chắn rằng cũng đã bị mất một số, như chúng ta đã thấy cho đến giờ phút này. Chuyện đó thì nó còn đòi hỏi những nhà lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam trong thời gian này và những thời gian sắp tới làm thế nào có thể uyển chuyển, chứ còn cái kiểu mà giữa đi dây với Bắc Kinh rồi giữa cái tay thò vào ở tại Hoa Thành Đốn thì chắc chắn rằng không ai mà không biết. Chúng ta đã biết, những nhà quan sát chính trị đã biết, thì chắc chắn rằng Hoa Kỳ cũng đã biết, mà biết với một cái thái độ, một cái kiểu mà muốn lấy lợi làm hai đó, thì thưa quý vị, mắc cái chì lẫn chài là cái điều Cộng sản Việt Nam sẽ phải gánh chịu. Và dĩ nhiên đất nước Việt Nam của chúng ta trong cái tình trạng nào đó, ở một cái khía cạnh nào đó thì cũng là một cái nỗi chua xót cho Trường Sa và Hoàng Sa. Thưa quý vị, chúng ta đã thấy rằng Bắc Kinh đã vươn lên từ năm 1979, thời của ông Đặng Tiểu Bình. Bây giờ qua Hồ Cẩm Đào, qua nghĩa là những ông đến cái phút
chót là ông Tập Cận Bình, như chúng ta đã thấy, thì đã có nhiều cái chương trình mà dường như là Hoa Kỳ có cái nào á thì Trung Cộng là có cái nấy. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ đang thực hiện cái chương trình TPP về vấn đề kinh tế, thì Trung Cộng cũng đã cố gắng tạo ra một cái RCEP là một cái chương trình cũng kinh tế giống như vậy. Rồi chúng ta thấy rằng FATA thì ở tại Trung Cộng cũng có IBIS. Rồi chúng ta có cái ngân hàng, ví dụ như là chúng ta có cái ngân hàng thế giới IMF, thì Trung Cộng cũng có cái gì? AIIB. À, với là World Bank thì có BRICS, nghĩa là nó có cái chữ đối chọi như thế nào để nó phân cực, để nó chia cái quyền lợi chung của thế giới. Vậy thì anh thấy gì, nếu mà Hoa Kỳ vẫn cứ chấp nhận như vậy thì dĩ nhiên là Hoa Kỳ phải thua lỗ hơn một cái sự chia cắt. Tại sao là Hoa Kỳ làm như vậy và lại chấp nhận cái hiện tượng phân cực đó, nó ở trong cái thế giới đầy kịch tính này thưa anh? Vâng, thưa Nguyễn Hồng Dũng và thưa quý khán giả, anh Nguyễn Hồng Dũng nhắc lại một loạt các nhân vật đầu lãnh của Bắc Kinh. Sau khi Đặng Tiểu Bình chết đi, người ta thấy Hồ Cẩm Đào lên ngôi, và cái triết lý của nhân vật này đó là Bắc Kinh sẽ phải sử dụng, ôm ấp và say mê trong cái chính sách ngoại giao chiến lược mới, cái đó người ta gọi là quyền lực mềm. Thưa anh và thưa quý khán giả, anh Dũng vừa đưa ra một số những cái tên tuổi của những cái phương tiện của quyền lực mềm. Trong đó nói một cái khác, ở dưới đáy của nó, tức là làm sao dùng sức mạnh tài chính qua cái đồng nhân dân tệ để mua ảnh hưởng của các quốc gia chung quanh mình, qua một số các hiệp định, một số các hiệp ước, một số các sự giao hảo. Ở đây đó, anh Nguyễn Hồng Dũng đã mở một cánh cửa mới cho chúng ta thấy sức mạnh của Trung Cộng và sức mạnh của Hoa Kỳ thực sự về quân sự, không có gì đáng nói đâu. Tại vì cả hai sẽ vô cùng tự chế, không sử dụng cái phương tiện của mình, nhất là tại Biển Đông. Nhưng mà sức mạnh của hai nơi là sức mạnh của tài chính, sức mạnh của ngân hàng, sức mạnh của đồng tiền luân lưu và sức mạnh của những cái khế ước mà hai bên thụ đắc. Chúng tôi xin lần lượt đi qua ba cái điểm quảng diễn của anh Nguyễn Hồng Dũng vừa qua. Khi tham dự hội nghị thượng đỉnh hợp tác Á Châu Thái Bình Dương APEC ở Manila, Philippines, rồi ASEAN ở Malaysia, và sau đó là đi lên cái hội nghị Biển Đông, nơi có tranh chấp của Hàn Quốc, Nhật Quốc và dĩ nhiên là Trung Cộng, thì Tổng thống Obama không có lợi dụng mấy cái diễn đàn lớn đó để làm bất cứ chuyện gì khác. Ông đến đó để bán hàng, và món hàng đó là TPP. Vâng, nó là một sản phẩm tuyệt vời mà ngay trong cái nội bộ đảng cầm quyền của ông đã có nhiều bất đồng ý kiến và lùng bùng kinh khủng lắm. Sau 8 năm trời ôm ấp cái bào thai này, Tổng thống Obama cho nó ra đời cách đây không lâu, và ông đi giao giảng làm sao cho các quốc gia đối tác của ông, tức là 11 nước kia đó, trong đó có Việt Nam, phải làm sao đó đem cái văn bản nó ra quốc hội của nước mình để chuẩn phê cho bằng được, biến nó thành luật, và sau đó là ứng hành cái luật đó tại ngay quốc gia mình, để cùng với 11 nước kia cất cánh. Mà cái mức độ cất cánh của nó đó, xin trình với anh Nguyễn Hồng Dũng và quý khán giả đó, nó sẽ đốt cháy cái cộng đồng Liên hiệp Âu Châu, một Âu Châu, một đơn vị tiền tệ, 600 tỷ Mỹ Kim thị trường. Tương tự như vậy, Hoa Kỳ đang nhìn thấy cái mồi ngon xảy ra ngay tại Á Châu Thái Bình Dương, là không để cho Bắc Kinh tự tung tự tác như vậy nữa. Cho nên nếu TPP mà sớm muộn được ký và trở thành luật đó, không những ông để lại một cái huyền thoại cho lịch sử đất nước này, một vị tổng thống da màu đã có quá nhiều huyền thoại, làm được rất nhiều những chuyện mà không ai làm được, thì đối tác của TPP đó, thưa anh Dũng, thưa quý thính giả, nó có một cái hiệp ước gọi là RCEP. Vâng, tôi xin đọc nguyên văn tiếng Anh của nó là Regional Cooperation Economic Partnership. Nó là hợp tác đường dài kinh tế khu vực, mà trong đó có tới 16 quốc gia chứ không phải 12 như là TPP. Và tới năm 2025 đó, thì hiệp ước phát triển kinh tế khu vực một cách toàn diện như vậy đó sẽ đốt cháy cái thị trường khổng lồ của Âu Châu, cũng như là thị trường mà ba nước tại châu lục Hoa Kỳ là Gia Nã Đại, Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ đã từng tự tung tự tác
suốt từ thập niên 90. Cái thứ nhì nữa là khi Hoa Kỳ đeo đuổi hiệp ước tự do mậu dịch xuyên Đại Tây Dương. Thế mới lạ chứ thưa anh Dũng. Xuyên Thái Bình Dương 12 quốc gia chưa làm xong, và bây giờ nghĩ đến chuyện xuyên Đại Tây Dương. Đại Tây Dương, tức là thò tay qua bên Cộng đồng Liên Hiệp Âu Châu. Thì đối tác của Bắc Kinh để chống lại cái này đó, nó có một cái chương trình nó gọi là One Belt, One Road. Tức là ở đâu đó mà có đai, ở đó có đường. Thì tất cả cái vòng đai ngoằn ngoặc ở trên Bắc Phi, Nam Á, Trung Phi, rồi tới Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, và đặc biệt là ở vùng Đông Nam Á Châu đó, Bắc Kinh đã đổ tiền độc nhân tệ, nhân dân tệ không biết bao nhiêu để mua lòng nhân dân của các quốc gia khác. Trong khi Hoa Kỳ thì có ngân hàng quốc tế hợp tác với Nhật Bản, đồng minh của mình là có ngân hàng phát triển nông nghiệp cũng như là Ngân hàng Thế giới. Ở phía bên kia, Trung Cộng cũng nắm trị ba cái kế hoạch khổng lồ. Kế hoạch thứ nhất là ngũ cường ngân hàng, đó là BRICS. Trong đó người ta thấy có Ba Tây, có Nga Xô, có Trung Cộng, có Nam Phi. Rồi một cái phương tiện nữa gọi là ngân hàng phát triển hạ tầng cơ sở Á Châu Thái Bình Dương, nó gọi là AIIB. Và cuối cùng, đây mới là cái chuyện lạ, 24 quốc gia thân thiện với lại Bắc Kinh đó, đang chuẩn bị để ngồi với nhau trở thành thành viên của cái người ta gọi là Hiệp ước Tự do Mậu Dịch 24 quốc gia Á Châu Thái Bình Dương. Nói một cách khác thưa anh Dũng và thưa quý khán giả, ở đây người ta không có dùng súng đạn và hỏa tiễn để nói chuyện với nhau nữa, mà người ta dùng đô la và các phương tiện chuyển ngân. Người ta dùng các ngân hàng, người ta dùng cái giá trị của thị trường chứng khoán, người ta dùng cái môi trường chế tác và sản xuất cũng như là chuyển vận hàng hóa khắp mọi nơi. Nói một cách khác, thưa anh Nguyễn Đồng Dũng và thưa quý khán giả, Hoa Lục với lại Hoa Kỳ đó, đem hạt que ra để đóng kịch. Thực sự ra, họ đang ôm nhau trên cái túi tiền khổng lồ mà chỉ có Hoa Thịnh Đốn với Bắc Kinh biết cái túi tiền khổng lồ của nó mười mấy con số. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, chúng ta đã thấy rằng cái thế giới này quả thật nó mài mắt tất cả mọi người. Tuy nhiên, dĩ nhiên rằng chúng ta nghiên cứu thì chúng ta cũng thấy rằng cái nền kinh tế của thế giới ngày hôm nay nó cần phải phát triển. Và dĩ nhiên không ai mong muốn chiến tranh, nhưng mà họ vẫn thúc đẩy chiến tranh. Bởi vì chúng ta cũng thấy thật sự mà nói đó, một mặt thì họ hô hào để hòa bình thế giới, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng một mặt khác thì họ cũng thúc đẩy một số các quốc gia khác cần phải đấm đánh với nhau. Bởi vì không có đấm đánh với nhau thì cái số vũ khí mà chúng ta biết rằng sản xuất hàng ngày lên đến mấy tấn vũ khí đó để làm gì? Cho nên thưa quý vị, nó có nhiều cái mâu thuẫn, mà khi chúng ta nhìn vào nhiều cái mâu thuẫn như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng một bên thì luôn luôn là xây dựng, còn một bên thì luôn luôn hủy diệt để cho nó tạo cái điều kiện cân bằng với nhau của thế giới ngày hôm nay. Cho nên thưa quý vị, giờ phút này chúng ta mới nhìn lại năm cái điểm nóng mà thế giới đang quan tâm, đó là tại Syria, rồi chúng ta thấy là Biển Đông cũng như là Biển Hoa Đông, nơi đó cũng có những cái sự tranh chấp. Và chúng ta thấy ở Afghanistan, Pakistan cũng là một cái nơi mà thực tế, tự vì chúng ta không nói tới, chứ mà hàng ngày nó vẫn tạo ra biết bao nhiêu cái sự khủng hoảng. Ở tại Libya, rồi chúng ta biết rằng cái nơi mà nước Nga cũng đang rất là tốn nhiều giấy mực để chống lại với cái sự vùng dậy của một số những người dân ở tàu Ukraine qua bán đảo Crimea. Thì đây là năm cái điểm nóng mà chúng tôi nghĩ rằng nó là nơi tiêu thụ của những điều mà chúng tôi vừa nói. Có phải thưa ông? Dạ vâng, tuyệt vời. Cảm ơn anh Nguyễn Dũng, thưa anh và thưa quý khán giả. Anh Dũng vừa mới trình bày một cái kim tự tháp từ trên đỉnh xuống dưới đáy theo cái thứ tự năm điểm nóng ở trên toàn cầu. Anh đã dùng tới Syria là điểm nóng ở trên đỉnh. Vâng, nếu thế chiến thứ ba mà có thể xảy ra đó, thì Syria chắc chắn sẽ là cái ngòi nổ. Thì trình với anh và quý khán giả đã biết rồi. Sau khi cái chuyến phi cơ định mệnh mất đi 224 vị hành khách, trong đó hầu hết là công dân Nga, bị bắn rơi, bị chất nổ làm cho nó rơi ở trên không bán đảo Sinai do khủng bố quân ISIS thực hiện. Nước Nga lại đi vào cái vùng
trầm luân mới là mới đây. Phản lực cơ của phi công Nga đó, không hiểu tại sao, vì lý do gì đi vào không phận của Thổ Nhĩ Kỳ và bị bắn hạ. Nhà độc tài Vladimir Putin đã cảnh cáo đất nước Thổ là ông sẽ trả đũa và trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ về cái vụ này. Người ta không biết đây là lời nói của một tên gian vừa ăn cướp vừa la làng. Mới đây nữa, thưa anh Nguyễn Hồng Dũng, thưa khán giả, một cái trực thăng đi cấp cứu, đi tìm nạn nhân của cái phi cơ mà bị bắn rớt bởi hỏa tiễn của Thổ Nhĩ Kỳ đó. Trực thăng nó cũng bị bắn rớt luôn, mà không phải bị bắn rớt bởi Thổ Nhĩ Kỳ, bị bắn rớt bởi quân dân kháng chiến của xứ Syria, tức là thành phần mà chống lại sự có mặt của Nga, thành phần chống lại cái chính thể Assad thân Nga. Thì nói một cách khác, nếu mà Putin thiếu cẩn trọng, và nếu mà các quốc gia tham chiến, hiện bây giờ thì người ta thấy có Anh, có Pháp, có Mỹ, có Jordan, có Ai Cập, có Ả Rập Saudi ở trong vùng, tất cả những quốc gia tham chiến này đó, mà không cẩn trọng đó, cái vùng cấm bay mà thêm vài chiếc phi cơ các quốc tịch khác nhau mà rớt xuống đó, người ta thấy rõ ngòi nổ của chiến tranh thứ ba đó, nó ắt phải tới từ cái vùng đó, vâng, Syria. Trong cái kim tự tháp ưu tiên đó, ngòi nổ thứ hai mà anh Dũng vừa trình bày đó là cái điểm nóng và cái xung đột kéo dài quá lâu giữa Pakistan và Ấn Độ ở vùng Trung Á. Và chúng ta biết là Ấn Độ bây giờ là một đại siêu cường về kinh tế, về quân sự. Và Ấn Độ cũng là kẻ thù của Trung Cộng về mọi mặt. Và Ấn Độ là kẻ thù không đội trời chung của Pakistan. Vâng, cái điểm nóng đó nếu không cẩn thận, trình với anh Dũng một cái khán thính giả đó là chiến tranh nguyên tử cũng có thể xảy ra nữa cơ. Thế bây giờ đến cái thang ưu tiên tụt xuống một tí, đó là vấn đề Biển Đông và Biển Hoa Đông. Như là anh Dũng vừa trình bày, Biển Đông ở phía trên đó thì là sự xung đột giữa Bắc Kinh, Đông Kinh và dĩ nhiên là Hán Thành. Chúng tôi muốn nói đến đảo Điếu Ngư mà Nhật Bản dự trù sẽ đem người lên và làm lớn chuyện trong những ngày sáng sắp tới. Rồi đảo Dojo của Nam Hàn, nơi tranh chấp tam giác như vậy. Tuy nhiên là cái vùng này đấy, các quốc gia tranh chấp có khả năng tự chế và Hoa Kỳ đứng ngoài, không có chủ trương can thiệp, cho nên cái điểm nóng đó nó tụt xuống hàng thứ ba và hàng thứ tư. Và điểm nóng thứ năm đó là anh Dũng vừa mới trình bày trong cái kim tự tháp điểm nóng toàn cầu của anh, đó là Ukraine. Ngày nào mà các nước Bắc Âu tiểu quốc ở Bắc Âu và vùng Baltic đó, mà ngọ nguậy gây khó khăn cho Nga, thì ngày đó người ta nghĩ rằng điểm nóng Ukraine có thể bùng vỡ hơn. Còn mặc nhiên cái điểm nóng Ukraine cũng như là bán đảo Crimea đó đã là trong lịch sử những sự thể đã rồi. Giống hệt như Trường Sa và Hoàng Sa là minh chứng của những sự thể đã rồi. Không ai có thể làm khác nó được. Ở đây đó, để kết luận thưa anh Dũng và thưa quý khán thính giả. Cái tình trạng nguyên trạng của một số các đảo biển, tình trạng nguyên trạng của một số các chính thể, tình trạng nguyên trạng của một số các cái điểm giao tranh, nếu nó tiếp tục như vậy đó, chúng tôi không tin là thế giới này sẽ phải đương đầu với cuộc thế chiến thứ ba. Tại vì ai cũng nghĩ vấn đề là làm thế nào để phát triển thương nghiệp, kinh doanh, mậu dịch và giúp cho nhau thăng tiến về mặt kinh tế. Và đó, tất cả đều là đô la, tất cả đều là nhân dân tệ. Thưa anh Nguyễn Hồng Dũng. Dạ vâng. Cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Dĩ nhiên còn nhiều cái tiết mục khác mà chúng tôi cũng muốn khai thác trong cái giai đoạn ngày hôm nay. Tuy nhiên tới đây thì cũng tạm đủ cho quý vị thấy được một bức tranh tổng quát về tình hình thế giới ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong bất cứ một nơi đâu cũng như là ở thời điểm nào thì những cường quốc vẫn là cái nơi mà họ chia sẻ những cái quyền lợi riêng tư và dĩ nhiên cái quyền lợi đó cho chính các quốc gia của họ. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng giữa Việt Nam, ở trong một đất nước mà chúng ta thấy rằng bị nhiều cái sự lấn áp của Trung Cộng, mà giờ phút này đó Việt Nam không đứng trong chính đôi chân của mình, cũng như là dùng cái lực của người dân để chúng ta có thể có được một sức mạnh. Còn nếu không thì chúng ta cứ đu dây để có thể nhờ được Trung Cộng, rồi nhờ được Hoa Kỳ,
rồi nhờ được một số các quốc gia khác để mà bảo hộ cho chúng ta đó, thì thưa quý vị, đến một ngày nào đó khi cái quyền lợi của họ cần thiết, họ có thể bắn đứng bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta đã có một bài học hết sức là đau trong năm 1975, thì bây giờ không có một lý do gì mà chúng ta lại vấp phải trong cái tình trạng để mà chúng ta bảo vệ tổ quốc, trọn vẹn lãnh thổ. Cho nên thưa quý vị, nhìn xa, nhìn gần, nhìn ra ngoài, nhìn ở đâu cũng không bằng nhìn chính mình. Cái nội lực của dân tộc là một cái sức mạnh vô cùng lớn. Cho nên thưa quý vị, nếu mà Đảng Cộng sản nghĩ lại để tìm cách quay về với dân tộc thật sự, đừng có nắm một tay thì Trung Cộng, một tay thì Hoa Kỳ, điều đó nó sẽ bị rớt bao giờ không hay. Mà rồi cuối cùng chính những người dân của đất nước Việt Nam của chúng ta cũng lại bị vả lây. Đó là điều mà hôm nay chúng tôi rất là cảm ơn sự lắng nghe của tất cả quý thính khán giả. Và xin quý vị có những điều mà cần thiết để cùng với chúng tôi bàn luận qua tuần tới, thì xin quý vị gửi thơ về cho chúng tôi cũng như là những email như trước đây để chúng tôi cùng thảo luận với những ý kiến mà quý vị đề nghị. Rất là cảm ơn Hoàng Thế Dân và xin được kính chúc anh cùng Gia Quyến an lành. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Hùng Dũng rất nhiều. Cảm ơn quý khán thính giả. Xin được kính chúc quý khán thính giả một mùa Giáng sinh sắp tới đầy hồng ân của Thiên Chúa. Và cũng như là xin anh Nguyễn Hùng Dũng cho phép tôi nhắc lại cái ý định của anh. Ở nơi nào, nước nào, thể chế nào mà có dân đó, thì ở nơi đó có sức mạnh để vươn lên. Ông Carl Thayer, một nhà nghiên cứu lỗi lạc của Cộng hòa Liên bang Âu Châu, đã nói rằng nếu Cộng sản Việt Nam mà tiếp tục đu dây với Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn đó, mà thiếu cẩn trọng, mà không có dân trong đó đó, thì như anh Dũng trình bày, Cộng sản Việt Nam không những mất đảng, mất nước, như anh Dũng trình bày là mất cả chì lẫn chài. Khi mà Cộng sản Việt Nam chú tâm vô hiệp ước đối tác kinh doanh 12 quốc gia xuyên Thái Bình Dương để thay đổi công đoàn, bảo vệ công nhân, các khế ước cũng như là duy trì một số các điều kiện của TPP đó, chúng tôi nghĩ rằng Cộng sản Việt Nam đang ở trong con đường dài mà họ biết nếu không thành công ở TPP đó, đảng của họ sẽ phải tiêu tan. Xin được cảm ơn anh Dũng và cảm ơn quý khán thính giả rất nhiều. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Xin được kính chúc quý vị cùng toàn thể Gia Quyến an lành, hạnh phúc, thân ái tạm biệt quý vị. Xin được thân ái kính chào quý khán thính giả. Chúng ta kính thưa quý vị, nói đến cực đoan là nói đến những chủ thuyết mà người ta chỉ biết cho mình mà không cần biết đến bất cứ một cái chủ thuyết, một cái tư kiến, một cái tà kiến cũng như là một cái chánh kiến nào khác.